Kính cảm ơn chị Rằng Đông. Dạ con Lạc Lê. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, dạ Nam mô Sân Kha. Dạ con kính định lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ con kính định lễ chị Đại Đức Tăng quý cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Dạ con xin đọc có pháp cú số 423. Dạ. Búp bê ni qua sang vô quê đi sắt gà ba dân cha bát cha tí a thô cha an tích kha dân bát tô apina vô si tô mu ni sappa vô vi ta vô sa năng ta ma hằng rù mi rằng ma năng. Ai biết được đời trước thấy thiện giới đọa xứ đạt được sanh diệt tận thắng trí tự viên thành bậc mau ni đạo sĩ viễn mang mọi thành tựu ta gọi bà la môn. Và đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Ai đời trước thấy rõ ràng cảnh khổ đọa xứ cảnh nhàn chư thiên tặng đã tặng sanh diệt các miền trí tuệ viễn tự viên tự thành mau ni đạo sĩ đã đành là bậc bất tử tên dành bà la môn. Và đó là phổ thơ của ngài dưới đức. Vô pê ni quang sanh vô quê sanh ga ba dân cha bát sa ti a thô cha ti khai dân bát tô a pin na vô si tô mu ni sa bát vô si ta vô sa năng ta ma hăng rô mi râm ma năng vô pê ni qua san yô quê đi san ga ba dân cha pan sa ti a thô cha tin kha dân ban tô a pin na vô si tô mu ni sam ba vô si ta vô sa năng ta ma hăng rô mi râm ma năng. Dạ con đã đọc và kể xong. Xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ xin nhường mic. Cái máy này bên ấy bị cái gì lạ kỳ thật. Hình như bà Cẩm Văn này bà chặn cái máy mình ra á. Vô không được luôn. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính lãnh lễ Đức Phật, con kính lãnh lễ giáo pháp, con kính lãnh lễ Đức Tăng, con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ông bài câu pháp cú số 423. Bút bê ní qua sang vô về đi sắc gà ba dân cha bát xá tí á thô cha tí kha dân bát tô á binh nhà vô sĩ tô mú ní sắc bá vô sĩ ta vô sa năng ta má hăng ru mí râm má năng. Bút bê ní qua sang vô quê đi sắc gà bà dân cha bát xá tí á thô cha tít khá dân bát tô á kinh nhà vô ý tô mú ní sắc bá vô xí tá vô xà năng tá má hăng rù ní râm má năng. Út bê ní sang vô đi quê đi sắc gà bà dân cha bát xá tí á thô cha tít khá văn bát tô á pin nhà vô sĩ tô mu ní sắp báo vô sĩ tá vô xà năng tá má hằng ru mí râm má năng. Ai biết được đời trước thấy thiên giới đọa xứ đạt được sanh diệt tận
Thắng trí tự viên thành, Mật mâu ni đạo sĩ, viên mãn mọi thành tựu. Ta gọi Bà La Môn, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ai đời trước thấy rõ ràng cảnh khổ đọa xứ càn chư thiên, đã tận sanh diệt các miền, trí tuệ cao viễn tự viên tự thành. Mâu ni đạo sĩ đã đành, là bậc bất tử, tên dành Bà La Môn. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm nhân đã ôn bài xong, mến mời bằng tay của Sức Ái Minh. Dạ, sa thú lành thay quý chị ạ. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Ây Minh kính chào quý anh chị. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 423. Cảm ơn huynh trưởng ạ. Bức bề ni hòa sàng dô về đi sát gà bà dàng chá bá sá tí á thù chà tít khá dàng bát tồ. A phìn nhà vô sĩ tồ mụ ní pháp bá vô sĩ tá vô xà năng. Tam má hằng đù mí râm má năng. Bức bề ni hòa sàng dô về đi sát gà bà dàng chá bá sá tí á thù chà tít khá dàng. Bát tô a phìn nhà vô si tô muni sắp muni đúng rồi sắp ba vô si ta vô xà nằng tả ma hằng rù mi rầm ma nằng bầm bể ni qua sàn vô quê đi sắc ga ba dăng cha ba sa ti a thô cha ti kha dăng ba tô A phin nhà vô si tô mu ni sáp ba vô si ta vô sa năng ta ma hằng ru mi râm ma năng. Ai biết được đời trước thấy thiên giới đọa xứ, đạt được sanh diệt tận, thắng trí tự viên thành, bậc mâu ni đạo sĩ, viên mãn mọi thành tựu. Ta gọi Bà La Môn, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Bập bê ni qua sang vô quê đi sạc ga ba dăng cha ba sa ti a thô cha ti kha dăng ba tô a phin nhà vô si tô mu ni sa ba vô si ta vô sa năng ta ma hăng ru mi râm ma năng. Bức bề ni qua sang vô quê đi sát ga ba dàng cha ba sa ti a thù cha ti kha dàng ba tù a phìn nhà vô si tù mu ni sáp ba vô si ta vô sa năng ta ma hằng rù mi râm ma. Ai đời trước thấy rõ ràng cảnh khổ đọa xứ, cảnh nhàn chư thiên, đã tận sanh diệt các miền, trí tuệ cao viễn tự viên tự thành, mâu ni đạo sĩ đã đành, là bậc bất tử, tên dành Bà La Môn. Phổ thơ của Hai Thượng Giới Đức và kính nhân mít lệ đào tràng. Sa thu lần thầy Sư Đại Minh. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đại lễ Đại Đức Minh Hạnh, kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên, cùng tất các quý đạo hữu trong room. Và con xin được kể kinh pháp của số 423. Phục bê ni hoa sang yô về đi, sa ca pa yang pa sa ti, A thô cha ti kha yang pa tô A phin nhà vô si tô mu ni Sa ba vô si ta vô sa năng Ta ma hăng phru mi pram ma năng Pu pe ni va sang yô ve di Sa ga
cha pa sa ti a tho cha ti kha yang pa to a pin ya vo si to mu ni sa pa vo si ta vo sa nang ta ma hang pru mi pram ma nang tu pe ni va sang yo ve di Saga payang capat sati, ato jatika yang pato, apinya vosito muni, sapa vosita vosanang, tamahang prumi pramanang. Ai biết được đời trước? Thấy thiên giới đọa xứ đạt được sanh diệt tận thắng trí tự viên thành bậc mâu ni đạo sĩ viên mãn mọi thành tựu ta gọi bà la môn. Bản dịch của ngài Minh Châu. Ai đời trước thấy rõ ràng cảnh khổ đọa xứ cảnh nhàn chư thiên đã tận sanh diệt các miền trí tuệ cao viễn tự viên tự thành Mâu ni đạo sĩ đã đành là bất tử tên dành Bà La Môn. Bản phổ thơ của ngài Dây Đức Nam Mô Bụt Tha Gia Con xin được thực hiện. À, mến mời Tin Nam tiếp theo. Cảm ơn Chúa. Con kính đảnh lễ Tam Bảo Tam Bảo. Con kính đảnh lễ quý sư và quý cô tư nữ. Và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài kệ pháp cú 423. Búp bê ni wa sang yo we di sát gà thà nhằn cháp pháp sát át thù chà tích khá dằn pháp tù áp thí nhằn áp hình nhà vô sĩ tù mù nì sát tá vô sĩ tá vô sà nằng tá mã hằng bùm mi bầm mã nằng. Ai biết được đời trước, thấy thiên giới đỏ xứ, đạt được sanh diệt tận, thắng trí tự viên thành, bậc mu ni đạo sĩ, viên mãn mọi thành tựu, ta gọi bà la môn. Phùng thế vì hoa sanh vô quê đi, sáng ca phá danh cha phá xa đi, ảnh thu trà thi khai văn phát tố, A pinh nhang vô si tô mô ni Sam ba vô si ta vô sa nắng Ta ma hăng bùng mi băm ma nắng. Ai đời trước thấy rõ ràng khổ đỏ xứ cảnh nhàn chư thiên đã tận sanh diệt các miền trí tệ cao viễn tự viên tự thành mô ni đạo sĩ đã đành là bậc bất tử tên dành bà la môn hòa thượng giới đức. Dạ thưa con kính tri bà tu nữ bà đạo tràng. Dạ. Nam mô Bụt Tha Gia Con Tham Ma Gia Nam mô Sang Kha Gia Kính đảnh lễ tăng kính lãnh để minh mạch tu nữ quý vị kinh pháp cú số 23 huynh về cho bài học không thấy alo không nghe đó chưa à. Alo một ngắn em thời gian không sao mà quý vị đi xuống à nghe rõ hả chập chờn hả dạ cảm ơn huynh chà dạ bây giờ tự nhiên xin kể ạ Búp bê ni wa sang yo we di sắc ga
ba yang bạc sa ti a tho cha ti ca yang bạc to a vinh nha vô si to mu ni sắp ba vô ta vô ru mì rắm bên nước quay đi sắc sắc gà bà dằn sắc tí ô cha tí các dằn bắt tôi nhà nhà bồ tí sô bồ mô mô ní sắc rô mi tại vì điều chân là tự nhiên sinh xuống mất ạ. Dạ. Dạ sa thú kính cảm ơn cô tu nữ tỷ duyên. Nam mô Bích Tha dạ, con thành kính đảnh lễ đại đức Minh Mẫn cùng chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ tỷ duyên. Nhật Bình kính chào anh chị Phan Quang Niêm. Kính chào quý đạo hữu vừa vào đạo tràng. Và cảm ơn cô tu nữ tỷ duyên. Xích Quang Miệt, Xích Trần Phùng, Xích Trần Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Và sa thú lanh thai. Nhật Bình kính cảm ơn cô tu nữ tỷ duyên. Xích Tina, Minh Bát Thanh Á, cô Ái Minh. Cảm ơn Xích Tâm Phương, Xích Rạng Đông đã hoan hỷ lên ông bài câu phổ quốc kinh số 423. Dạ, con thấy đồng hồ con còn 2 phút. Dạ, con xin được thỉnh Pháp Sư trước. Con có xin phép không có trả bài. Dạ, và con nói con xin thay mặt đạo tràng. Dạ, cảm ơn Quang Thanh. Con xin thành kính tri ân đại đức Minh Mẫn đã từ bi nhận lời của con thỉnh cầu, con thay mặt đạo tràng để thỉnh cầu sư vào giảng pháp cú ngày hôm nay. Và con cũng xin thay mặt ban điều hành chúng con cũng như quý vị Phật tử trong đạo tràng là thành kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ, bây giờ thì Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và cũng rất là trùng hợp và hữu duyên bạch sư, dạ, năm tháng 4 năm 2019 sư khai mạc câu số 1 này, năm nay thì sư cũng lại mở đầu câu số 1, nên một điều trùng hợp rất là hữu duyên. Dạ, chúng con rất là hoan hỷ. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng cho hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy tin dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn.
Rồi từ đó mở mang giáo pháp 40 năm hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi. Chúng sanh ngồi khắp chúng đi tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp quốc kinh số 001 và Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học được an vui tiến hóa. Và con kính nhân mít đến sư. Sa thú lành thai kính tri ân cô Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, âm thanh hơi nhỏ. Chúng tôi sẽ chỉnh nó lên. Dạ rồi, chắc là ok rồi. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Hiện Diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính thưa toàn thể bà con chư Phật tử. Pháp tri ân là một thiện pháp. Mà đã là thiện pháp đó thì là người tại gia hay là xuất gia gì cũng đều phải tu cả. Thành ra quý vị tri ân chúng tôi vô giảng thì chúng tôi cũng xin tri ân quý vị đã lắng nghe. Chúng tôi nhớ có một mùa lễ Đầu Đà nọ. Sư trưởng, tức là cố Hòa Thượng Giác Chánh, vấn đạo với Ngài Đại Trưởng Lão Hòa Thượng Hộ Pháp. Thì sau khi kết thúc, Ngài Sư trưởng tri ân Ngài Hộ Pháp. Xong, cái Ngài Hộ Pháp tri ân lại, Ngài Hộ Pháp nói đó, nếu mà không có sư hỏi đó, thì tôi đâu có điều kiện để trình bày giáo lý của Đức Phật. Thì cũng vậy đó. Chúng tôi là người tu. Thì làm cái bổn phận của người tu. Người tu đó thì có cái bổn phận là học pháp, hành pháp và hoằng pháp. Người tại gia cư sĩ cũng có cái bổn phận là học pháp, hành pháp và hộ pháp. Thì ai trong chúng ta cũng đều phải tu cái pháp tri ân cả. Quý vị tri ân chúng tôi thuyết pháp cho quý vị nghe. Nhưng mà xin thưa với quý vị, nếu mà không có quý vị thì chúng tôi thuyết pháp cho ai nghe. Thành ra đó cũng kính tri ân toàn thể bà con chư Phật tử chúng ta đã vào room để lắng nghe Phật pháp. Và mục đích chúng tôi giảng Phật pháp đó, đối với bản thân của mình, thì qua việc giảng dạy này chúng tôi có điều kiện để tham khảo đến các bản chú giải, có điều kiện để suy tư, suy gẫm, chiêm nghiệm nhiều hơn về lời dạy của Đức Phật. Còn đối với quý vị thì chúng tôi cũng ước mong quý vị cũng có cái ý nghĩ giống như chúng tôi vậy. Chúng tôi rất là tin về nhân quả nghiệp báo, xin thưa quý vị. Và nhân nào đó thì quả đó. Nếu mà mình không có gieo cái nhân
đối với giáo pháp đó, thì cái quả để gần gũi thân cận đối với giáo pháp đó, xin thưa quý vị, là không có. Vì mình gieo nhân mà. Và nếu mà mình không có thân cận gần gũi được với giáo pháp, thì xin thưa quý vị, cái con đường tử sanh luân hồi của mình đó, bất định đó. Và như vậy đó, thì đồng nghĩa với việc đó là mình sẽ cứ phải bị khổ triền miên, triền miên. Chúng tôi suy ngẫm nghĩ và nhận ra vậy đó. Thì thành thử ra đó là cố gắng hơn nữa trong cái việc tạo thiện pháp. Chúng tôi không có lên đây giảng dạy cái bộ môn pháp cú này đó, thì ở trong chùa chúng tôi cũng dạy học. Hiện tại chúng tôi đang dạy cái bộ giám mắt cá, tức là bộ song đối tạng A Tỳ Đàm. Và vì giảng ngày thứ tư này, cho nên ngày thứ tư không có giảng. Còn ngày Chủ nhật đó, thì người ta nói là ngày Chúa nhật, mà ngày của Chúa. Mình tu theo Phật thì xem như là ngày của Phật, mà nói vậy thì đôi khi nó cũng hơi trịch thượng. Thành thử ra đó, nói cho nó chính xác, ngày Chủ nhật là ngày mình làm chủ, là ngày dành riêng. Để mình có thể đó là suy gẫm, suy tư, hay là mình làm cái chi chi đó. Chúng tôi nói vậy đó, có nghĩa đó là chúng tôi cũng cố gắng hành hoằng pháp vậy đó, xin thưa quý vị. Hoằng pháp suốt vậy đó. Rồi nói dông dài vậy đó, là nói đến cái ý là tất cả chúng ta đều phải tu tập cái pháp tri ân. Và đây cũng là cái phần mà chúng tôi trả lời cho cô Nhật Quỳnh khi nãy đó, cô nói tri ân đó. Dạ rồi đó, xem như là cái lời mở đầu hay là phàm lệ. Bây giờ chúng ta cùng nhau học pháp cú. Hôm nay chúng ta học trở lại câu kệ đầu tiên là câu số 1. Và cái cách học này nó cũng đã quen thuộc đối với chúng ta rồi. Thì thành thử ra đó là chúng ta cũng cố gắng duy trì cái cách học này. Quý vị mà suy học nhiều về giáo pháp này, rồi suy gẫm đó, thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật Ngài nói đó, mình chỉ cần hiểu sâu, hiểu rộng, hiểu sâu, hiểu tường một pháp thôi, thì khiến cho mình được giải thoát. Và điều này đó quý vị có thể tìm thấy ở trong cái bộ kinh mà Thượng Tọa Pháp Tân đang giảng. Thành thử ra đó là 423 câu kệ pháp cú này nè. Mà chúng ta có cái khả năng đó, hiểu rộng, hiểu sâu, hiểu thấu đáo chỉ một câu kệ thôi, xin thưa quý vị, thì cũng khiến cho chúng ta được giải thoát rồi. Nhưng mà rồi vì lý do gì đó, như là túc duyên chưa có đủ, thành thử ra đó khiến cho chúng ta hiểu thấu đáo một câu chưa có được, thì chúng ta gieo duyên, xin thưa quý vị. Tức là khi mà chúng ta học pháp này nè, là chúng ta đang gieo cái hạt giống pháp. Do vậy đó mà chúng ta học hết cả 423 câu, học rõ ràng, học thuộc chừng nào đó, thì là chúng ta gieo nhiều cái hạt giống chắc chừng đó. Quý vị đọc nhiều kinh sách đó, quý vị thấy nè ha, có nhiều vị tỳ kheo đó tu từ thời kỳ giáo pháp của Phật này nè mà chưa có chứng đắc. Nhưng mà nhờ có học, có thọ trì những cái bài pháp vậy, rồi cái bắt đầu đó tới thời kỳ của vị Phật khác đó, thì bây giờ đó là do quá trình tu tập đó, cái có bạn bè, có người tu chung đó, lúc đó người ta thành chư thiên nè,
chư thiên đó có thể là phàm, có thể là thánh. Cho người ta nhớ lại tình xưa nghĩa cũ xuống để hỗ trợ cho mình, bằng cách đó là kêu mình đến cái vị Phật hiện tại này nè, hỏi cái bài kinh này nè, vị Phật hiện tại này giảng lại một lần nữa. Đó thì vì do mình đã từng học rồi, thành ra mà giờ được giảng lại một cái đó thì là mình sẽ dễ dàng hiểu hơn. Và hiểu thấu đáo đó thì mình sẽ thành tựu được cứu cánh của đời sống phàm hạnh. Học pháp hay đó, xin thưa quý vị, chứ không phải là đơn giản đâu ha. Tối thiểu nhất đó là ngay khi mà chúng ta chú tâm lắng nghe đó, người giảng pháp mà có đầu có giữa có đuôi, dù cho ngôn từ họ không có hay, nhưng mà cái cách trình bày của họ đó là y pháp đó, thì xin thưa quý vị, ngay khi mình nghe đó thôi, tâm của mình cũng được bình an rồi. Và nếu mà mình tập trung tư tưởng để lắng nghe đó, thì bà con chúng ta mà học có học vi diệu pháp lộ trình tâm rồi đó, thì ngay khi đó, đó là vô vàng động lực thiện nó sanh khởi sanh diệt liên tục. Và như vậy đó là chúng ta đã gieo không biết bao nhiêu đó là chủng tử thuộc về pháp. Hơi cao cao tí đó là chủng tử giác ngộ giải thoát. Rồi chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này 2 lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn thứ nhất của câu kệ: Mano pup bang ga ma tham ma, Mano pup bang ga ma tham ma, Mano. Đoạn thứ hai: Mano setha mano maya, Mano setha mano maya. Đoạn thứ ba: Manasa che paduthena, Manasa che paduthena. Đoạn thứ tư: Pha sati wa karo ti wa, Pha sati wa karo ti wa. Đoạn thứ năm: Ta to năng đúc khắc man quê ti, Ta to năng đúc khắc man quê ti. Đoạn thứ sáu: Chắc cần quá quá hát tù bá đằng, Chắc cần quá quá hát tù bá đằng. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Đoạn thứ nhất của câu kệ này chúng ta thấy gồm có 2 từ, từ đầu tiên Mano Puppangama. Từ này là một hợp âm, chúng ta tách ra Mano cộng với là Puppang cộng với là Gama. Mano dịch là ý, Puppang Puppa là trước, Gama là đi. Như vậy đó là cái hợp từ này chúng ta sẽ có được một cái nghĩa, đó là ý đi trước. Đi trước hay là dẫn đầu đó, xin thưa quý vị. Rồi tay thăm ma chia theo số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là a thăm ma. Thăm ma mình dịch ra là các pháp hay là những pháp. Rồi đoạn thứ hai: chữ thăm ma ở đây đó là số nhiều đó, xin thưa quý vị. Rồi đoạn thứ hai, chúng ta thấy gồm có 2 từ, từ đầu tiên Mano Setha. Đây cũng là một hợp từ, chúng ta tách ra Mano cộng với là Setha. Mano chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi, ý. Còn chữ Setha, Setha đó có nghĩa đó là cao thượng nhất hay là quan trọng nhất. Quan trọng nhất mà Ngài Hòa Thượng Minh Châu Ngài dịch là gì? Ngài dịch đó là chủ.
như vậy chúng ta dịch cái hợp âm này đó là ý đó là quan trọng nhất. Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngài dịch đó là ý là chủ. Rồi hợp từ thứ hai, Manomaya. Chúng ta cũng tách ra, Mano cộng với là Maya. Mano có nghĩa là ý. Rồi Maya. Maya đó, tiếng Anh hồi dịch đó là made up. Là tạo. Tạo ra, làm ra. Mình dịch cái hợp từ Mano Maya là ý tạo tác. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên Manasa. Manasa ở đây đó nó thuộc về cái chữ Mana, Mano trên đó xin thưa quý vị. Mà thêm tiếp vị ngữ a, tiếp vị ngữ sa ở đằng sau đó. Thì nó chỉ cho cái nghĩa đó là phương tiện, nó giống như là cái cách thứ ba vậy đó xin thưa quý vị. Cách thứ ba trong cách chia danh từ của Pali đó. Thành ra Manasa, Manasa ở đây đó mình dịch đó là với ý. Hay là bằng ý. Rồi chữ chê. Chê có nghĩa là nếu. Chê hay là sa chê đồng nghĩa. Từ cuối cùng Paduthe là Padutha mà chia theo cách thứ ba. Thành ra nó có cái hình thức là Paduthe. Thì Padutha đó là quá khứ phân từ của cái động từ Padusati. Mà Padusati đó thì có nghĩa đó là làm ô nhiễm hay là bị ô nhiễm. Đây là một cái thụ động từ. Thành thử ra đó là danh động từ này mình cũng dịch theo nghĩa thụ động. Là bị ô nhiễm ha. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư này chúng ta thấy gồm có bốn từ. Bốn từ này là hai động từ và hai liên từ. Qua qua đó. Qua qua có nghĩa là hoặc là. Từ thứ nhất pha sát tí, đây là động từ nói. Từ thứ hai caro là động từ làm. Làm hay hành động. Chữ qua này có nghĩa là hoặc ha. Nói hoặc làm. Caro tí đó là làm hay là hành động. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ tiếp theo. Đoạn này chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên tato. Đây là một cái trạng từ. Trạng từ này có nghĩa là từ đó. Từ thứ hai năng. Cái chữ năng này nó giống như chữ tá vậy đó, vậy đó xin thưa quý vị. Tá tăng chia theo cách thứ hai là tăng tăng năng. Thành ra đó là cái chữ năng này mình dịch đó là người ấy, người đó hay là việc ấy, việc đó. Thì trong trường hợp này đó chỉ cho người.
Rồi từ tiếp theo, Dukkha Man Ve Ti. Đây là động từ. À, xin lỗi quý vị, đây là một cái hợp từ. Dukkha cộng với là An Ve Ti. Dukkha là sự khổ đau. An Ve Ti đó là động từ. À, theo sau, đến gần. À, thành ra cái hợp từ Dukkha Man Ve Ti đó là khổ theo sau. Rồi chúng ta đến cái đoạn tiếp theo. Đoạn cuối cùng. Đoạn cuối cùng chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên chắc căn quá, đây là một hợp từ, chúng ta tách ra chắc căn cộng với là ý quá. À, chắc căn là bánh xe, ý quá là ví như. À, từ thứ hai quá hát tu. À, quá hát tu đây là từ cái hiện tại phân từ quá han tá. À, mà chia theo cách thứ sáu. Người ta nó có cái hình thức là ato, giống như chữ phát gác quá tô đó, sư tú gì là phát gác quan tú, mà chia theo cách thứ sáu, thành ra nó có cái hình thức là phát gác quá tô. Quá tô đó là có nghĩa là của con vật. Xin lỗi quý vị. Wahato đó có nghĩa đó là mang đi, ha, lôi đi, kéo đi. Từ cuối cùng bá đăng là bánh xe. À, chết một. Chắc căng mới là cái bánh xe, chúng tôi lại nhớ nhầm nữa rồi. Phá đăng đó là cái chân, bằng chân, bước chân. Phá đăng đó có nghĩa là cú, nhưng mà cũng có nghĩa đó là dấu chân, bằng chân, bước chân. Xin lỗi sư trai mình ha, phá đăng không phải là bánh xe, chắc căng mới là bánh xe. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau về việc dịch văn xuôi nhanh nè. Đoạn thứ nhất. Ma no bup bang ga ma tham ma. Đó là ý đi trước các pháp. Ma no sit tha là ý quan trọng nhất. Mano Maya là ý tạo tác. Rồi tới nè. Pha Sati là người ấy nói. Qua cà rô tí làm. À xin lỗi, chữ chê trước chứ. Nếu ha, người ấy nói hoặc làm. Ma na se pa đu thê na, bởi ý hay là do ý ô nhiễm. Ta tô, từ đó. Đúc khá man quê tí, sự khổ theo sau năng người ấy. Ý quá giống như chắc căng bánh xe. Quá ha tô là đi theo hay là kéo theo bằng chân. Tức là bằng chân ở đây là mình hiểu đó là chân của cái con vật nó kéo chiếc xe.
Yeah, rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 1. Yeah, kính tri ân Sít Ái Minh và xin tùy hỷ phước phục vụ của Sít về phần post bài đánh máy để cho toàn thể bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 1. Tiếp theo chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tám dương. Rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ, tức là học về duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhavā buddhaṃ phakkhavān taṃ avivādemi. Svakkhato phakkhavatā dhammo dhammaṃ namassāmi. Suppatthanno phakkhavato sāvaka saṅkho saṅghaṃ namāmi. Namaturatanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại Rum Pháp Cú Kinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học câu kệ Pháp Cú đầu tiên, câu kệ số 1. Câu kệ này được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại thành Sa Quách Thi, đề cập đến Ngài trưởng lão Chắc Khú Ba La. Chắc Khú là con mắt, Ba La, Pa Pa La, Pa chữ Pê Phở, Pa La, Pa La có nghĩa là hộ trì, gìn giữ, bảo vệ. Và các ngài dịch chữ Chắc Khú Ba La đó là hộ nhãn. Sở dĩ Ngài có cái tên này đó, xin thưa quý vị, là sau khi Ngài đi tu rồi thì Ngài mới có cái biệt danh này. Chứ còn tên cúng cơm đó, tên mà cha mẹ đặt cho Ngài đó là Maha Pa La. Maha Pa La đó là vì Ngài còn có thêm một người em nữa. Người em đó, tên là Chula Pa La. Maha Pa La, Chula Pa La. Đó là vào thời kỳ Đức Phật đó, tại thành Sa Quách Thi có một hai vợ chồng, ông bộ nọ rất là giàu có nhưng mà lại không có con. Thì thành ra một lần nọ đến một cái gốc cây rất là to, khấn vái xin cho mình có được con, thì bắt đầu đó sẽ cúng kiến. Thì khi mà xin vậy đó là ông quét dọn cái cây đó rất là sạch sẽ, rồi là trang hoàng rất là lộng lẫy. Và may thay, cái lời khấn nguyện đó của ông ta đã thành ra về cái thời gian sau bà vợ ông mang thai, sinh ra đứa con. Ông đặt tên là Pa La. Nhưng rồi ít lâu sau đó thì là có thêm một người con nữa, thành ra đặt tên là Chu La Pa La. Thành ra người Anh đó gọi là Maha Pa La. Và thời gian trôi đưa, hai ông bà này qua đời, còn lại hai anh em. Thì một lần nọ, xin thưa quý vị, tại thành Sa Quách Thi đó, là có cái ngôi chùa rất là nổi tiếng đó, là ngôi chùa Chê Tô Quán Á. Và người dân ở thành Sa Quách Thi thì là đi theo Phật Gotama rất là đông. Thành ra cứ hễ chiều chiều đó là chư thiện nam tín nữ rủ rê nhau đi vào chùa để nghe Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp. Thì một lần nọ, ông Maha Pa La bây giờ là lớn rồi nha quý vị.
Thấy người ta trên tay đó cầm hương hoa nè, rồi nước trái cây, đi nguyên một nhóm, một đám vậy đó. Cái ông mới hỏi đó là chứ bà con cô bác đi đâu vậy? Thì họ mới trả lời đó là chúng tôi đi vào chùa để mà nghe pháp. Cái ông xin đó là vậy thôi cho tôi đi với. Cái bắt đầu đó là ông tháp tùng đi theo. Chúng tôi kể tắt thôi xin thưa quý vị, chứ còn mà đọc theo chú giải vậy đó thì xin thưa quý vị tốn sẽ rất là nhiều thời gian. Chúng tôi chỉ lược ý thôi. Thì khi ông Mahabala này đi vào nghe pháp đó, thì xin thưa quý vị Đức Thế Tôn bao giờ trước khi thuyết pháp ngài cũng dùng cái đại bi trí của ngài đó để quan sát xem chúng sinh nào hữu duyên nên tế độ, thì ngài nương vào cái căn cơ cá tính trình độ của chúng sinh đó để mà thuyết pháp. Hôm đó ngài thuyết tuần tự thứ pháp, nghe xong cái đó cái ông Mahabala này đó là ổng thấy ô thôi rồi rồi, nếu vậy mình không ở đời đó thì là chán quá. Tại vì sau khi mà mình chết rồi nè, con cái mình cũng đâu có đem theo được đâu, em mình cũng đâu có đem theo được, của cải tài sản mình cũng đâu có đem theo được cái gì đâu. Ổng thấy vậy cái ổng ngao ngán chán chê với cái đời sống thế tục, cho nên đó là đến xin Đức Thế Tôn bạch ngài cho con theo ngài sống đời sống xuất gia. Đức Thế Tôn hỏi vậy chứ bây giờ ông còn có cha mẹ anh chị em rồi gì để tự giả không? Ông nói bạch ngài con còn người em. Đức Thế Tôn ngài kêu về báo cho người em biết đi, rồi vô đây ngài cho tu. Thì về cũng kỳ keo ý ê lắm xin thưa quý vị, thì người em đó cuối cùng đó là cũng không có cho đâu, không cho anh mình đi tu. Vì rằng của cải tài sản nhiều quá, rồi nói rằng đó anh mình lớn tuổi nhưng mà kìa thật ra là cũng còn trung niên thôi chứ chưa có già lắm đâu. Thì thấy em cản 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 hoài, cái ông Mahabala này nó thôi kể bây giờ em cho anh cũng đi, bỏ tất cả để đi tu. Tu một thời gian đầu làm tròn các cái bổn phận phận sự của một vị tân tỳ kheo, rồi mới lên bạch Đức Thế Tôn chứ người mà đi tu vậy đó thì cần phải làm gì. Đức Thế Tôn ngài nói có hai việc cần phải làm, một là pháp học và hai pháp hành. Cái ông Mahabala ông thấy mình lớn tuổi rồi thì thành ra là không có kham nổi với cái việc pháp học để trở thành pháp sư tam tạng. Pháp hành đó thì nó tương xứng với cái khả năng của mình hơn, cho nên xin Đức Thế Tôn cho cái đề mục cho một cái nghiệp xứ đó để tìm nơi thanh vắng tu hành. Thì Đức Thế Tôn ngài cho cái đề mục xong thì là bây giờ gọi là tỳ kheo Mahapala cùng với 59 người khác, tổng cộng đó là có tất cả 60 người thành một nhóm, đi đến một cái xứ xa tìm cái không gian nó thích hợp cho việc tu hành của mình. Thì đến đó là người dân ở đó họ thấy người tu hành mà cần cái chỗ an cư đó để mà tu đó sư tu gì thì họ cũng quan hỷ. Thì bắt đầu đó là 60 vị tỳ kheo này ở đó tu tập. Và cả 60 vị này đó là phát nguyện tu là thực hành theo cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì riêng cái vị Mahapala này đó là phát nguyện ngăn quay nghi nặng, chỉ đi đứng ngồi thôi chứ không có nặng. Thì một thời gian sau đó, cặp mắt của vị này có vấn đề. Bắt đầu đó là thầy thuốc đến trị. Thì để trị cho nó khỏi, buộc lòng phải nằm xuống nhỏ thuốc nó mới hết. Nhưng mà cái vị tỳ kheo này rất là tinh tấn. Vì nghĩ rằng đó là đã vô số kiếp, từ vô thủy luân hồi tới giờ nè, cặp mắt mình đã mù rồi. Mà giờ mình không có siêng năng tinh tấn đó, thì có thể đó là mình sẽ phải bị mù, bị hư đó ở vô số kiếp tới nữa.
À, giờ mình được may mắn nè, gặp Đức Phật, gặp giáo pháp nè. Cho nên đó là gì? Ráng cố gắng tu hành để ước mong đời sau kiếp khác đó, là mình không có bị mù nữa. Thì thành thử ra đó là nhất khoát đã phát nguyện 3 tháng không nằm, thì dù cho cái cặp mắt này đó không có trị được thì cũng vẫn cứ không nằm. Đó, quý vị thấy cái sự cương quyết ghê gớm. Thử hỏi nhỏ ha bà con ha, có ai dám làm vậy không? Chứ bản thân chúng tôi thì xin lỗi quý vị, chơi cái gan nhỏ lắm, chắc không làm nổi đâu. Đó thì vị này chấp nhận xin thú quý vị, giờ ông thầy thuốc thấy vậy thôi bỏ. Thì đến gần hết 3 tháng đó thì cái cặp mắt của vị này do không có trị vậy đó, mà vị này vẫn cứ tinh tấn siêng năng ngăn quay nghi nằm vậy đó, thành ra cái cặp mắt nó bị hư. Và ngay cái đêm mà cái cặp mắt nó bị hư đó đó, đến canh cuối đó, khi cặp mắt nó vừa hư một cái đó thì là đổi lại ngài được có tuệ nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn. Nhục nhãn đó thì bị hư, nhưng mà đổi được mấy cái loại nhãn kia đó xin thưa quý vị. Tức là ngài thành tựu được cứu cánh đời sống phạm hạnh, trở thành một bậc A-la-hán. Và đến cuối cái mùa hạ đó, đó thì 59 vị kia cũng thành tựu cứu cánh đời sống phạm hạnh. Và rồi họ đến báo cho ngài đó là họ muốn về đảnh lễ Đức Thế Tôn để mà trình pháp lên Đức Thế Tôn, để báo cho Đức Thế Tôn biết đó là chúng con đã làm xong cái bổn phận phận sự đối với ngài rồi. Thì kheo Mahabala bây giờ có cái biệt danh đó là Chakubala, là ngài hộ nhãn. Hộ nhãn chứ không phải hộ mù đâu nha xin thú vị. Ai nói là đại đức hộ mù là không có đúng ha. Đại đức hộ nhãn hay là trưởng lão hộ nhãn. Chakhu là con mắt, Pala là hộ trì gìn giữ bảo vệ. Đó thì ngài bị mù cho nên ngài thấy sợ vướng chân vướng tay của chư tăng làm cái lộ trình nó dài ra đó, cho nên ngài không có đi theo. Nhưng mà ngài nhắn nhủ chư tăng đó là về đến kỳ viên đó thì qua nói với em trai đó, kêu em trai gửi đứa cháu đến, rồi đứa cháu đó nó sẽ dẫn ngài về. Bắt đầu cái đứa cháu đó cũng được chư tăng cho tu rồi mới đến gặp ngài dẫn ngài về. Thì trên đường về đó là vì vị này đó còn tham dục nhiều quá, cho nên đi ngang qua ngu rừng đó là nghe một cái cô gái cổ đang lụm củi đó, cổ hát cái giọng nó thu hút quá. Cái vị sa di này đó đã bị rớt đàn, và ngài đuổi cái vị sa di này luôn, rồi tự ngài măng mò đi về. Thì vua trời Đế Thích nóng đích chịu không nổi cho nên mới xuống dùng thần thông đó đưa ngài về. Thì ngài về kỳ viên đó xin thú gì, thì cái hạnh cũ của ngài đó ngài cũng vẫn cứ tinh tấn vậy, là ngài đi kinh hành xin thú gì. Và một đêm nọ trời mưa đó, mưa vừa tạnh đó, thì thường đó mối đất đó, nó lên nhiều lắm, như ở chùa chúng tôi cũng vậy, mưa xong cái đó là mối đất nó lên nhiều lắm. Mình mà mở đèn cái đó là mối nó bu tới xin thưa quý vị. Thành ra chúng tôi thấy vậy là ra tắt hết mấy cái đèn, để cho nó chạy đi đâu đó nó chạy, chứ còn mà nó chết nó rớt xuống đó rồi kiến rồi nó tới nó bu thì là hại thêm nhiều chúng sinh khác. Thì ngài không thấy đường đó cho nên là ngài đi lui đi tới, ngài đi kinh hành đấy xin thưa quý vị, giẫm đạp. Cái bắt đầu đó là các cái vị tỳ kheo phàm tăng đó mới phàn nàn mét lên Đức Thế Tôn. Cái bắt đầu Đức Thế Tôn ngài mới hỏi vậy chứ mấy ông đó có tận mắt thấy được rằng tỳ kheo Chakubala đó là cố tình dẫm đạp mấy cái con mối đó không? Thì mấy vị tỳ kheo đó nói bạch Đức Thế Tôn cũng đâu có thấy đâu, con chỉ nghe nói vậy thôi. Thì Đức Thế Tôn ngài mới nói đó là
các ông không có thấy cũng giống như tỳ kheo chắc khu ba la vậy. À, con của Như Lai đó là người không còn có cái ý ô nhiễm sát hại các cái sinh linh khác. À, sau đó chư tỳ kheo nghe xong vậy cái bàn tán xôn xao, nói rằng đó là ngài trưởng lão chắc cú ba lá đó có cái duyên để thành tựu cứu cánh đời sống tu hành vậy đó, tức là thành tựu quả vị a la hán vậy, vậy mà bị mù lòa tội nghiệp quá. Cái Đức Thế Tôn ngài nói đó là không có lửa thì không có khói đâu, cái gì nó cũng đều có cái nhân cái quả của nó hết. Chư tăng nghe vậy cho nên mới xin Đức Thế Tôn nói về cái chuyên nghiệp tại làm sao ngài bị mù vậy. Thì ngài mới kể cái câu chuyện quá khứ. Thì cái câu chuyện này đó xin thưa quý vị cũng là một cái gợi ý để chúng ta, cho chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong câu kệ Bali mà Đức Thế Tôn ngài giải đó. Ngài nói đó là có một cái kiếp nọ thì kheo chắc cú ba lá này đó là một vị thầy thuốc đến trị bệnh cho một cái thiếu phụ nọ. Thiếu phụ nọ có người con gái nữa, trị gần hết rồi. Với cái điều kiện đó là trị hết thì là người thiếu phụ cùng với người con gái đó, đó là sẽ về hầu hạ cho cái ông thầy thuốc này đó là trọn đời trọn kiếp. Nhưng mà rồi khi gần hết cái bà thiếu phụ kia dở quẻ, sợ mình với con mình mà làm tôi tới hầu hạ cho ông này suốt đời suốt kiếp thì nó uổng quá. Thì thành ra mới lật lòng, gần hết rồi thì nói là nó chưa có hết, nó đau quá. Cái ông thầy thuốc này ổng thấy người kia dở quẻ dễ tức tối quá, cho nên đó là gì? Chế thuốc độc, phá cho hư cái cặp mắt của cái bà thiếu phụ đó luôn. Thành ra đó là chế ra một cái loại thuốc, khi bà thiếu phụ đó nhỏ vô một cái thì hư luôn cặp mắt. Thì do với cái ý ô nhiễm này nè, xin thưa quý vị, hành động tạo tác cái nghiệp xấu là phá hoại cái sự sống của con mắt, cho nên đó kiếp này mới bị mù lòa vậy. Nói như vậy xong, giảng như vậy xong, Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên câu kệ mà hôm nay chúng ta học đấy. Đâu rồi cái câu kệ đó mất tiêu rồi. Xin quý vị post lên lại cái câu kệ dùm. Quý vị, chúng tôi kể cái câu chuyện nó rất là vắn tắt vậy đó. Đây ngài thuyết nè. Mano búp băng gác ma thăm ma, mano siết thà mano ma già, manasa chê pa đút thê ná, pa sát tí hoa ká rô tí hoa, tá tô năng đúc khá man quê tí, chắc căng quá quá hát tô pa đăng. Và câu kệ này được ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Còn ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo, bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý chẳng hiền, bánh xe bò kéo, khổ liền theo sau. Và đồng thời chúng tôi cũng có chiếc nghĩa từ vận nữa. Thì thành ra đây là ba cái bản Việt dịch mà chúng ta có thể thảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật ngài dạy. Bây giờ chúng tôi với quý vị cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali số 1 này, để khi hiểu rộng, hiểu sâu thì chúng ta mới có thể đã ứng dụng được vào trong đời sống của mình. Câu kệ này đó, xin thưa quý vị, là một cái câu kệ nói về cái ý chính ở trong cái câu kệ này đó là nói về nghiệp. Nói về nghiệp. Nghiệp ở đây mình hiểu đó là có ba loại. Ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp. Nói là khẩu nghiệp, mà làm tạo tác đó là thân nghiệp. Ý nè là ý nghiệp, và là ý nghiệp.
Thì xin thưa quý vị đó, cái ý đó thì mình không có thấy, không có biết được. Cái ý ở đây đó, mình hiểu đó là tâm mà. Và Đức Thế Tôn định nghĩa tâm là gì? Chạy xa, sống một mình, không thân, ẩn hang sâu. Đó chính là cái tâm. Nó không có thân. Nó không có thân tức có nghĩa là nó không có hình dạng, nó không có màu. Hỏi bà con chứ mình có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng nó được không? Không. Có ô nhiễm hay là không ô nhiễm? Cái tâm đó là tâm thiện hay là tâm bất thiện? Cái tâm đó là tâm xấu xa tội lỗi hay là tâm hiền lành chân chất? Thì xin thưa quý vị đó, người xưa mình họ có nói đó, tâm ý trung thì xuất hành ý ngoại. Cái ý nó nằm ở trong đó, nó khuất vậy đó, nó không có hình có dạng, thành ra mình không thấy được. Mình không thấy. Khi mà mình không thấy vậy đó thì bây giờ mình có thể biết được đó, là qua cái sở hành vi lối sống của cái người đó. Sở hành vi lối sống của cái người đó như thế nào thì cái tâm của người đó đó sẽ tương ứng như vậy. Thành ra ở đây Đức Thế Tôn ngài mới nói đó là ý dẫn đầu cả pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói ra hay hành động, thì cái ý này nó biểu hiện ra bằng lời nói và bằng hành động. Hai cái đoạn đầu ấy, sư tôi gì ha, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo nè. Thì hai cái đoạn đầu này đó chúng ta phải hiểu theo vi diệu pháp đó. Thì nó sẽ rất là rõ ràng. Một cái tâm mà nó sanh lên đó, thì nó không có thể sanh một mình. Ý ở đây mình hiểu là một cái tâm đó. Nó sanh lên thì nó không thể sanh một mình, mà nó phải có các cái thuộc tính, mình gọi là các cái chê tá xí cá, đó là sở hữu tâm sanh theo đó. Thì sở hữu tâm đó được gọi là các pháp. Các pháp đó nó sẽ đồng sanh với tâm theo kiểu đó là bốn danh quẩn đồng sanh. Dạ, bốn danh quẩn đồng sanh. Thì mình chỉ cần hiểu bấy nhiêu đó thôi là được rồi. Và nếu mà hiểu thêm tí nữa đây ha, thì mỗi một cái tâm nó, xin thưa quý vị, nó có các thuộc tính nhất định đi theo. Chứ nó không có phải đó là tâm nào đó thì cũng bấy nhiêu thuộc tính, hoặc là gì, những cái thuộc tính này đó là nó đi theo tất cả. Không phải, xin thưa quý vị. Mà mỗi một cái tâm đó nó sẽ có một số thuộc tính nhất định. Được gọi là cái tâm bất thiện là vì nó có các cái thuộc tính bất thiện. Được gọi là cái tâm thiện vì nó các cái thuộc đó, các cái thuộc tính đó, đó gọi là các pháp. Dạ, các pháp. Vậy thì mình nói gọn lại đó. Thì ý ở đây đó, nó có hai loại. Theo phàm của mình ấy, xin thú vị ha. Thì nó có hai loại thôi, là ý tốt và ý xấu, hay là thiện và ý bất thiện. Nhưng mà ý thiện hay ý bất thiện này đó, thì khi nãy chúng tôi nói với quý vị là Đức Thế Tôn là định nghĩa cái ý này đó, là chạy xa, sống một mình, không thân, ẩn hang sâu nè, thì mình biết được. Do vậy đó, ý thiện, ý bất thiện này nè, hôm nay mình học đến là ý bất thiện ha, thì thôi bây giờ chúng tôi sẽ giảng ý bất thiện. Thì cái ý bất thiện này nè, nó sẽ thể hiện ra bằng cái lời nói của mình, nó sẽ thể hiện ra bằng việc làm của mình, và nó rộng hơn đó là nó thể hiện ra ở cái chỗ đó là hành vi lối sống của mình. Dạ, hành vi lối sống của mình. Vậy thì cái ý bất thiện đó, nó sẽ thể hiện ra ở cái miệng của mình, ở cái thân của mình như thế nào? Ở cái miệng của mình đó ha, thì khi mà mình nói dối nè, nói đâm thọc nè, quát tháo, chửi bới, mắng nhiếc nè, nói giọng trịch thượng nè, nói làm cho người ta đau, người ta khóc nè, nói làm cho người ta tan đàn, sẽ nghe nè, thì đó là cái sự biểu hiện của ý bất thiện đó.
hay là biểu hiện của cái ý có ô nhiễm. Việc làm của mình cũng vậy. Ý ô nhiễm, ý bất thiện này nó thể hiện ra ở cái việc đó là mình thấy máy tay chân nè, trộm cắp nè, đánh đập nè, giết hại sinh linh khác, rồi là phá hoại gia can của người ta. Đó, nó thể hiện ở cái chỗ vậy. Qua cái việc nó thể hiện vậy đó thì mình mới biết được đó là cái ý của người đó đó là tốt hay là xấu. Và xin thưa quý vị đó, mỗi một lời mình nói ra, mỗi một việc mình làm đều để lại một cái hậu quả tương ứng. Xin hỏi quý vị ha, mình chửi người ta đó, mình chửi người ta đó thì mình để lại cái hậu quả gì? Là làm cho người ta ghét mình nè. Có thể người ta chửi lại, có thể người ta đập, và cũng có thể là gì? Dẫn đến bị công an rờ gáy, tù tội. Mình đánh đập người ta cũng vậy. Mình trộm cắp, phá hoại gia can của người ta cũng vậy. Mình dùng lời nói đó phỉnh dụ lừa gạt người ta, lừa gạt người khác phái nè, lừa gạt của cải tiền bạc nè, lừa gạt công danh địa vị nè, khiến cho người ta đó suy sụp tinh thần nè, suy sụp uy tín địa vị nè, có thể dẫn đến đó nguyên sinh đến sinh thú gì. Vậy thì khi mà mình làm bất lợi cho người ta như vậy đó, thì xin thưa quý vị, ngay trong đời sống hiện tại này nè, mình cũng sẽ phải gặp vô vàn những cái bất lợi. Mình mà nói láo đó thì là bị người này người kia, người ta không có còn tin tưởng mình nữa. Mình mà đánh đập nữa ha, quát tháo nè, chửi bới nè, thì ai đó họ cũng xa, cũng lánh mình hết. Rồi mình mà phá hoại gia can, trộm cắp của cải người ta đó, thì mình đi đâu đó cũng bị người ta đó là gì, dòm ngó nè, để ý nè, rồi là gì, kè kè theo mình, sợ mất của. Đó là cái hậu quả vậy đó, xin thưa quý vị. Già rồi nè, chưa hết đâu. Đó là khi mình còn sống. Nhưng mà rồi nè, sau khi thân bại mạng chung, vì do cái sở hành, hành vi lối sống của mình xấu xa, tội lỗi, bất thiện vậy đó, thì thành thử ra là gì, xin thưa quý vị? Mình sống theo cái kiểu nào thì mình sẽ đi về cái chỗ đó, cái nơi tương ứng với cái kiểu sống đó. Nếu mà mình sống hà hiếp, tra tấn, đánh đập người ta nè, thì mình sẽ đi về cái chỗ để bị người ta hà hiếp, tra tấn, đánh đập lại mình. Mình sống theo cái kiểu đó là tham lam nè, vơ vét nè, ăn dơ đó, thì mình sẽ đi về cái chỗ để mà mình được ăn dơ hoặc là bị ăn dơ. Ở đây chúng tôi đang nói đến hai sinh thú thôi. Đó là địa ngục. Và địa ngục và súc sinh. Điều đó có nghĩa đó là mỗi một lời mình nói ra, mỗi một việc mình làm đều có cái hậu quả hết. Và cái hậu quả đó không ai chịu thay cho mình cả. Cái hậu quả đó không ai chịu thay cho mình cả. Thì cái hậu quả đó đó là khổ đó, xin thưa chị. Hậu quả đó chúng ta thấy đâu có vui đâu. Chơi với bạn bè tự nhiên giờ nó xa lắm mình vậy thì nó đâu có vui, cái đó là khổ rồi. Rồi đi đâu đó ai cũng ngó, ai cũng nhìn, ai cũng liếc, ai cũng mít mình đó, thì đây là cái khổ rồi. Và quý vị thấy không, cái khổ này đó nó đi theo mình, nó có phải giống như đó là cái bánh xe đó mà nó đi theo
cái chân của cái con vật nó kéo xe không? Ví dụ như là xe bò này, xe ngựa nè, thì cái bánh xe đó nó đi, cứ đi kè kè theo cái chân của con bò hoặc là cái con ngựa đó. Chúng ta thấy đó nè, chứ cái bánh mà đi đi theo kè kè cái chân của con bò con ngựa đó đó, thì cái con bò con ngựa đó đó nó có bị khổ không? Quá khổ, nó có được tự do không? Không. Dạ không. Thì từ cái câu kệ này nè, suy ra cho chúng ta đó là mỗi mỗi người chúng ta đó, khi mà nhận ra được vậy, mình sở hành hành vi lối sống của mình đó mà bất thiện nè, bất lương nè, ác ôn nè, thì khiến cho người ta đó xa rời mình, khiến cho mình không có được cái chi cả, và rồi sau khi thân bại mạng chung mình bị đọa. Đây là chánh kiến đó, xin thưa quý vị. Chánh kiến thấy ra được ở cái chỗ nhân quả. Và với ai đã thấy ra được vậy, sợ hãi đối với cái quả khổ đó đó, thì cố gắng tu tập chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng để mà thoát. Thì đây là cái phương phần mở rộng thôi, xin thưa quý vị. Chứ còn tu tập chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này đó, thì chúng ta sẽ học ở cái câu kệ đối lại. Và là ý thanh tịnh. Chúng tôi nghĩ với bấy nhiêu đó ý thì cũng đã diễn tả đủ cho cái ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ pháp cú số 1 này. Ước mong qua cái câu kệ này, tất cả chúng ta đều thấy sợ hãi đối với cái quả khổ, để từ đó đó mà cố gắng thu thúc thân hành, khẩu hành, ý hành, hay là tu tập chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Để từ đó, đó mà chúng ta có thể sớm ngày hết khổ được. Chúng tôi xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài câu kệ pháp cú số 01 tại đây. Phước báo phát sinh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến nơi chư tôn đức, cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều phần phước này đến quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông ở trong đời sống, được tiến hóa ở trong Phật pháp. Phước báo khác xin được chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, đồng thọ hưởng phần phước này như nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài học số 1 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Ubhato sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddha nirvahavane sarasate bhavantu te bhagavato chư thiên hộ trì do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của định người, cầu xin cho quả có tâm tịnh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tự mỹ mãn, tự mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân hạnh vào gom chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya devata santi vihara vasini thupe gare bodhi gare tahin tahin ta thamma da de na pa wan tu vu chi ta sothin karante tha vihara mandale thê ra cha map cha na wa ka cha bit ka vô Sārāmi kādāna pāti upāsaka gāma ca desāni gāma ca iksāra
sapana buta suki tapawan tu te chana buta ye pi chanda sampawa samseda chata thavo papatika niyani kang thamma rang ba tiya te sappe pi dukkhat sakaron tu sankhayang tha tu chi rang sa tang thammo thammathara cha bhut gala sankho ho tu samakho va athaya cha hitaya cha amhe rakkham tu sakthammo sappe pi thammacharino vuthim sampahuniyama thammariyabba ve di te. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào room nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt. Ấm dân xin xuống nhất.